đang trắng lờ. Ôi, đang ngồi xuống. Ông giúp tất cả những cái thằng ấy đi qua mà nhìn thì. Người ta cứ đi nhặt đồng lát xong người ta về đấy người ta ở. Người ta đi nhặt cái chai cái lọ đấy. Nhặt rác, ăn cơm, ăn ở sinh hoạt thì cứ làm ở ngay vệ ngoài đường này thôi. Còn thì ăn vốn người nấu tại trận chỗ này. Cứ bắt cái bếp lên là có lồi xong là nấu ăn luôn tại đây. Không có ăn ở đâu cả. Đi nhặt rác về được đồng nào thì mua gạo về cũng nấu cơm ăn. Hay hoặc là gói mì, gói nước nấu ăn hàng ngày. Sáng thì dậy sớm thì đi làm, tối khoảng tối thì có điện nước thì mình phải khắc phục lấy. Ví dụ như là không có điện thì mình đốt lửa tạo ánh sáng. Còn tắm giặt thì là mình ra ao hồ công viên hay là giao bên những người dân xung quanh đây mình nhờ cả người ta. Tắm đây là đến bây giờ đã được 3 năm hơn rồi. Đấy, chủ yếu là thu nhập các đồ cửa ra cứ đi như đồng nát, con sai, sai nọ, đi lâu. Ở đây thì bọn tớ nó không khắc phục, nó cũng tự lâu nhóm, bình thường nhóm củi, nhóm cơm. Nếu mà bọn tớ một cái chung người dân hay là vào công viên thì đóng vào cắt tông không đấy. Nhưng mà nói chung là mình thường đi khô môn thì mình là khó khăn đến vậy chứ làm sao đấy. Ở cơ tớ thì khó khăn lắm, hay cằn cỗi không trồng được hoa màu thì không phải nguyên trải như thế này để cuộc sống.